Donald Trump và những câu nói hay, truyền cảm hứng. Mời các bạn cùng xem nhé! Đã mất công nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn? Người chiến thắng là người biết đủ, đôi khi bạn phải chấp nhận buông bỏ và tìm một cơ hội khác cho mình. Chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng có thể đánh chìm cả con tàu lớn. Đừng cố cân bằng giữa công việc và vui chơi, thay vào đó, hãy biến công việc thành niềm vui của bạn. Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi, can đảm là vẫn làm đến cùng, mặc cho nỗi sợ bùa vây. Sống phải có đam mê, tôi chưa thấy ai thành công mà không có đam mê riêng của mình. Quy tắc là thứ sinh ra để được phá vỡ. Tự tin là điều rất quan trọng, nhưng tự tin không phải thể hiện qua lời nói, mà bạn phải thực sự tin tưởng vào nó. Tôi cố gắng học hỏi từ quá khứ, nhưng tôi lên kế hoạch cho tương lai bằng cách tập trung tuyệt đối vào hiện tại. Sự kiên trì chính là khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại.